Bây giờ chúng ta không hề sợ bọn Warrior này nữa, khi mà chúng ta có kỵ sĩ bất tử trong đội hình này. Nào đấm hộ cái bạn ơi. Rồi đấm đi xem có mất tí máu nào không. Trời ơi trông như gái. Ui lại đầy luôn này. Máu lại giảm tí lại đầy. Thôi thế thì thôi, xác định ở trận này không có bất cứ một con nào có thể giết chết được cái con Lavenzo Glide này. Nói cho nó nhanh. Ui giời, đầy ặc máu luôn. Ui, kinh thật. Kinh thật đấy. Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với Game Today. Hôm nay chúng ta lại đồng hành với nhau cùng với trò Auto Chess Mobile anh em nhé. Dạo gần đây thì cũng không hiểu lý do là làm sao mà kênh của tôi nó lại đông anh em xem hơn. Đấy, đông anh em mà khá là nhiều anh em mới. Không biết lý do có phải là do là anh em tương tác nhiều nên là YouTube nó đề xuất nó tăng lên không, hay là do tôi là chăm chỉ. Tôi chăm chỉ ngày nào tôi cũng ra clip. Chính vì thế nên là anh em mới cũng vào nhiều. Thế nên là đầu clip thì tôi cũng xin cảm ơn YouTube đã tăng đề xuất cho tôi, cũng như là xin cảm ơn các anh em đã khám phá ra cái kênh của tôi nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em mà thấy cái lời cảm ơn của tôi ấy, nó chân thành, nó trân trọng, nó sâu sắc nhá. Phải nói là nó sâu sắc, nó quá là sâu sắc, quá là sâu sắc luôn. Khiến cho tâm hồn anh em coi như là lay động, bị lay động, đánh thức cái lòng trắc ẩn ở trong tâm của anh em nhá. Tôi nói là trong tâm ấy, trong tâm. Anh em có hiểu trong tâm không? Trong tim ấy. Trong tim. Và rồi nó sẽ khiến cho những cái cảm xúc mãnh liệt nhất của anh em nhá, trong tinh thần của anh em, nó phọt ra. À sorry anh em, không phải phọt ra. Dùng cái động từ phọt thì nó hơi mạnh. Xin phép anh em thay một từ khác đi. Cảm xúc nó dâng lên. Đúng rồi, cảm xúc nó dâng lên nhá anh em nhá. Nhưng mà nói chung là dâng lên rồi nó sẽ phọt ra thôi. Mà nó phọt ra ấy, thì có khi nào nó trúng vào cái nút like ở trên màn hình của anh em không nhỉ? Sau đó tự nhiên anh em cảm thấy ngột ngạt, bứt rứt khi mà chưa có thể ấn like cho tôi. Có khi nào thế không nhỉ? DCM nói ít thôi. Văn vở vờ lờ à. Đéo có cảm xúc gì hết. Ôi rồi, sao anh em tâm hồn anh em gì mà nó sỏi đá thế? Anh em lạnh lùng thế. Ui rồi, anh em lạnh lùng quá. Thế mà tôi cứ tưởng là tôi có thể là động đến lòng trắc ẩn của anh em. Thế thì thôi, thế thì thôi. Thế thì thôi vậy. Thế thì hay là được rồi, đúng rồi. Hay là thế này đi. Hay là bây giờ tôi và anh em cùng đóng với nhau một cái vở kịch đi nhá, một cái vở kịch đi. Là chúng mình giả vờ như là chúng mình là người quen của nhau, là người thân của nhau mà. Người thân của nhau thì nhiều khi là người ta ủng hộ nhau ấy. Mặc dù là cũng không động đến lòng trắc ẩn, cũng không có cảm xúc gì hết đâu. Cũng không có một tí cảm xúc nào cả nhá, không có dâng trào gì hết, nhưng mà người thân, chúng mình là người thân, mình thân nhau mà, mình thân nhau, tôi với bạn thân nhau. Thì bạn có thể là thôi được rồi thì thân nhau, nhưng thân nhau cũng đéo cho like thì có thể là mà vô tình được không? Vô tình ấn một nút like được không? Ok, ok nhá. Thế tôi cũng giả vờ là anh em like rồi nhá. Rồi cảm ơn anh em. Tôi stream. Mà cái trận này chơi gì nhỉ? Trận này chơi gì nhỉ? Anh em theo anh em trận này chơi gì? Rút kinh nghiệm từ những cái trận trước, nghệ sĩ Tuấn Cơm mà chơi biểu diễn nhiều quá. Đấy, múa nhiều anh em mới vào, mới xem lần đầu vào bảo ui ông này đánh toàn top 2, đéo giờ top 1 cày. Cày ở đây là tôi không cày là tôi từ top 2, mà tôi cày là mấy ông cứ nghĩ là tôi không bao giờ từ top 1 ấy, cày ở cái chỗ đấy anh em ạ. Thế là cái trận này chắc chắn là phải chơi cái đội hình top 1 rồi. Nhiều cái đội hình là không chơi ở top 1 thì khó, đội hình nào phải bây giờ chơi chọn cái đội hình chơi top 1. Đấy, chứng minh cho người ta thấy đúng không? Chứng minh phải nói em câu luôn. Chống mắt lên mà xem tôi được top 1 nhá. Trận này có vẻ như có dấu hiệu là có dấu hiệu đấy, có tí dấu hiệu highlight blade line này. Có tí dấu hiệu. Mà trận này anh em like nhiều khi lại chơi cứ like, chơi like. Phát âm chuẩn thì là like nhưng mà tiếng tiếng Việt, tiếng Anh nhưng mà tiếng Anh Việt nha anh em nhá.
nhiều anh em cứ coi như là hơi vặn vẹo một tí là không phải là Clyde mà là Lie. Nhưng mà tiếng Anh thì nó có nhiều kiểu anh em, tiếng Anh là tiếng Anh Mỹ anh em đấy, nó đọc là Lie, còn tôi đọc tiếng Anh Việt Clyde nhá anh em nhá. Rồi, chắc chọn là chơi Lie. Ok. Nhưng mà bây giờ tôi lại thấy nó lại không giống Lie lắm. Để xem nào. Liệu rằng nó có cho chơi không hay là nó lại lừa nhỉ? Hai con Lie Blade Lie bây giờ mà lên 2 sao thì tín lắm đấy nhá. Giúp cho đánh coi như là chuỗi thắng luôn ý. Đồ đạc là có luôn anh em ạ. Bây giờ Lie Blade Lie lên 2 sao có khi ghép đồ đánh chuỗi thắng luôn này. Chắc chắn trận hôm nay sẽ đánh cho tử tế luôn, một cái đội hình tử tế luôn nha anh em nhá. Cho anh em cho đã. Đã hay con mắt của anh em. Biểu diễn thì cứ 1-2 trận neo lanh tử tế lại 1-2 trận biểu diễn nha anh em nhá. Hôm nay chắc là chơi xem là chọn một cái đội hình mạnh bây giờ. Tất nhiên là nó không phải là những cái đội hình meta. Ui rồi ôi, anh gọi em trả lời. Ok, được đấy nhờ. Có ghép đồ không? Vẫn thiếu đồ. Từ từ đã, bình tĩnh. Ghép không nhỉ? Nhưng mà chơi gì? Chơi bây giờ chơi Nai à? Chơi Nai thì trận này chơi 6 Nai 5 Glacier. 6 Nai 5 Glacier cũng được. Trận này chơi nếu mà không chơi Nai thì chơi ép được không? Mà chơi ép khó top 1, khó top 1. Chơi bộ nào phải top 1. Greater Nai Blade Nai. Thôi Greater không được top 1 đâu anh em ạ. Rút kinh nghiệm trận trước không chơi Greater. Greater thì khả năng top 1 là rất thấp. Tầm này thì vẫn đang thua anh em ạ, nên là cũng không vội ghép đồ, từ từ đã, đang thua. Lie Blade Lie 2 sao nhưng mà vẫn chưa có ý định là chiến thắng ở trong trận đấu này. Bởi về căn bản là chúng ta đang eco. Eco nhưng mà bây giờ đang eco kiểu eco lừa. Eco lừa để cho không thằng nào phá, đấy là bỏ bài vào thôi. Cứ bỏ bài vào, nhìn như thế này lại ít người phá chuỗi này. Đấy, như này là ít người phá chuỗi. Đấy, chúng ta bỏ bài vào, chúng ta có vứt hết bài ra đâu. Chốt trên này nhỉ. Thôi thế bán mấy con này đi thôi. Bán đi anh em ạ. Bán đi. Ok, 2 Glacier vào. Nói chung là có một vài cái đội hình thì chúng ta chơi nó có thể là được top cao. Được top cao. Không top 1 được nhưng mà được top cao. Đấy. Còn có những cái đội hình mà chúng ta chơi là chúng ta có thể được top 1. Nhưng mà nó sẽ có như này anh em ạ, nó sẽ có hai cái kiểu. Một là cái đội hình được top 1 ấy thì cái xây dựng của nó sẽ khó hơn. Đấy, nó sẽ yếu vào giai đoạn đầu và giữa game. Còn những cái đội hình mà nó dễ chơi mà nó kiểu nó mạnh đầu game ở đây rồi. 4 này này. Được đấy. Những cái đội hình ấy mà nó gọi là nó chơi ổn định ấy thì nó lại ít được top cao. Tức là cuối game thì nó cũng không phải mắc binh, nó không khỏe gọi là mạnh nhất được. Đấy, nhưng mà nó lại được cái là nó dễ được top. Nó dễ được nằm ở trong top 3. Đấy, ví dụ như là Greater anh em xem ở trận trước ấy là nó rất là dễ. Chơi Greater chắc chắn là nó sẽ rất là dễ để được vào trong cái top. Tuy nhiên là trong cái trận đấu đấy cũng hy vọng là cũng sẽ chỉ có 1-2 người chơi Greater thôi. Chứ còn nếu mà 4 ông thì nó lại là cái câu chuyện khác nha anh em nhá. 4 ông thì chắc chắn là 4 ông chơi thì có ông top, có ông thì top cao, có ông thì top thấp. Đấy là điều đương nhiên anh em ạ. Đây là nhiều khi nó phụ thuộc vào cả cái trận đấu nữa. Để xem là ví dụ đối thủ của Greater là gì. Chả may lại gặp Greater, lại gặp toàn gót đỏ thì thôi. Anh em xác định luôn, kể cả một mình anh em có chơi Greater mà kiểu dạng như là 4 ông gót đỏ thì nó lại là cái câu chuyện lại khác đấy. Greater anh em mà 4 ông góc đỏ đều có ca lông thì chắc anh em gọi là chắc chắn kéo top 8 rồi. Ui dồi, quả này nào này giữ được khá nhiều máu chứ. Lọt đúng một con, hay quá nhở. Đấy, đây rồi, Fortuner theo lờ. Chuẩn eco lên rồi anh em ơi. Tầm này nó gọi là thành công rồi đấy. Được quá nhở. Chơi Nai này thì nó là một cái đội hình khá là toàn diện nên là chúng ta chơi thoải mái luôn. Ở meta tôi thấy là meta nào cũng chơi được cái bộ này. Chơi Clyde meta nào cũng chơi được. Từ đến rất nhiều meta gần đây là đều chơi được cái bộ này hết. Mà hôm nay chơi thử Clyde thì bây giờ chơi co là con gì nhỉ? Chơi co con gì tôi chưa biết.
Mặc dù chúng ta chưa like ấy, thì nó cũng khá là gọi là quen thuộc đối với anh em. Nhưng mà tôi sẽ phải làm một cái content, nó phải có một cái nội dung để chúng ta có thể là hay ho ở trong cái clip, rồi chúng ta có thể up clip lên YouTube, câu view, câu like, cũng như là nó phải thực sự là một cái nội dung hay. Thì để xem nào, bây giờ chúng ta chơi như nào đây. Xem nhá, chơi như nào cho nó có nội dung thì cái này nó lại phải suy nghĩ. Đấy, xem nào. Chuyện này mà nếu mà like bullet like này, xong lui xong lại ba tia các thứ thì nó lại bình thường rồi. Đấy, chuyện này phải chơi cái gì nó khác biệt một tí, khắc bọt đi anh em. Khắc bọt đi để cho anh em thấy hứng thú này. Đấy, bây giờ chuyện này nhá, thì tôi chốt luôn nhá, là tôi chuyện này chắc là tôi chơi bây giờ tôi chơi co là cái con này đi nhá, con Avezo Clyde đi. Nhưng mà bây giờ tôi lấy toàn đồ thủ được không? Bây giờ tôi lấy mắc thủ cho con này luôn. Tôi lấy, chúng ta đang có những cái đồ thủ ở đây. Đấy, có giáp này. Đấy, chúng ta bây giờ chúng ta đắp cho con này full giáp đi nhá anh em nhá. Chúng ta thử xem là với những cái món đồ ở cái meta mới sau khi update mà cái con LC, cái con Avezo Clyde nó full giáp thì nó trâu đến cái mức độ nào. Ờ, đúng không? Ui giời, hay đấy, có tên này hay đấy. Xem là liệu rằng là LC có phải sorry anh em, tôi quen đọc bên Dota thì bên này con LC nó gọi là Avezo Clyde thì cái con ui trông có vẻ hơi yếu nhỉ anh em nhỉ. Mà cái trận này như có Guardiola rồi. Đây rồi. Chưa đủ 6 like. Nhá anh em nhá. Tôi sẽ chơi là full đắp full giáp cho cái con LC. Xem là con này nó liệu nó có trâu chó không, mà trận này có test luôn này. Trận này là chúng ta có thể test luôn ngay lập tức là với cả cái bộ Warrior. Trong cái trận này là có thằng chơi Warrior rất hay. Đấy, mà test với cả Warrior, test với cả coi như là Creator rồi Exorcist các thứ. Chúng ta test luôn nhá, để xem là meta này chơi live mà dồn. Ủa, có thằng soi kìa. Ê, xong soi đây. Ôi thằng nào anh em ơi, thằng nào vừa sang soi nhờ, tôi không kịp nhìn. Đang mải nói không biết là thằng nào vừa sang soi nhờ, sang soi tôi nhờ. Đây là Exorcist đây này, thằng này chắc Exorcist rồi. Exorcist kết hợp với cả Demon nó đang beta đây anh em ạ. Mà đấm xuyên cả bọn giáp bọn ai đấy. Đấy, bọn này đánh xuyên gọi là kích hoạt Demon 4 quick vào là đánh xuyên giáp của Lai luôn. Thế bây giờ tôi thử đập cho LC full giáp là liệu có đấm được cái bọn quick không nhá anh em nhá. Thử em. Ok. Mà vẫn phải theo sách giáo khoa là chúng ta sẽ phải lên level 7 nhá anh em nhá. Lên level 7 rồi chúng ta mới roll 2 sao chứ còn bây giờ là chưa roll được. Từ từ bình tĩnh. Khả năng bây giờ là vẫn chưa thể đánh nhau được khi mà chúng ta vẫn phải chốt cái món đồ đang 15 đã. Sau đó chúng ta ghép đồ cho nó chuẩn anh em ạ, chuẩn chỉ luôn. Xem là có những cái món đồ thì tôi nghĩ là sẽ phải có cái giáp phản. Đấy, chắc chắn rồi. Cái giáp phản xoay ấy. Rồi, xem mà lấy cái gì nữa. Có thể lấy là một cái búa sét. Ở đây là có một cái búa sét. Có không? Chưa có. Ở đây có cái búa sét rồi. Có cái búa sét. Nhưng mà cái búa sét nó lại vướng vào cái giáp. Ok, thế thì từ từ đã nhá. Chúng ta chốt sau, chúng ta chốt sau. Rồi tí nữa chúng ta sẽ có một cái con Avenzo Clyde với full giáp. Thử xem là cái sức mạnh của con này nó có trâu chó đến cái mức độ mà nó trở thành một cái con Avenzo Clyde, một con kỵ sĩ bất tử không nhá anh em nhá. Kỵ sĩ bất tử không. Trận này chúng ta sẽ cùng nhau build một cái con kỵ sĩ bất tử. Đấy, ý tưởng hay đấy. Vẫn làm content nhá anh em nhá. Content có một chút gì đấy là không khó khăn lắm, không thử thách lắm, nhưng mà nó vẫn là content hay. Rồi ok, tôi nghĩ là nó sẽ hay đấy. Cho hai con Eco vào luôn. Tầm này vẫn đang gọi là Eco đang vẫn gọi là rất là ok đấy nhá. Vẫn ok đấy anh em ạ. Trên 50 máu ở round 14. Như này đi. Thế này là chúng ta không cần hai con Eco mà chúng ta mạnh hơn. Đấy, chúng ta có thêm hút máu, có thêm Glacier cộng kèm theo là hút máu. Chúng ta mạnh. Ui, trận này có nhiều thằng chơi Wario thế cơ à. Ở round 11 được gặp thằng Toli cũng chơi Wario, vậy là trận này có nhiều người chơi Wario. Về căn bản là trận này ở trong cái bộ truyền thuyết nó có cái con Sven kèm theo đấy là con Lancer, nên là có nhiều người chọn Warrior thì nó cũng là bình thường thôi. Warrior là gọi là khắc chế của bộ line đấy. Nhưng mà thằng này nó yếu, tầm này thì vẫn ăn được. Tầm này tôi có hút máu tôi vẫn ăn được. Về căn bản là bộ Warrior nó chỉ counter được bộ line khi mà nó có 9 Warrior thôi. 9 Warrior kèm theo đấy là nó sẽ phải có những con truyền thuyết 5 tiền.
2 sao thì nó mới mạnh. Đấy, tí nữa xem là bọn nó có lên được không. Lên được chúng ta sẽ thử sức với con Amazon Clyde của tôi. Xem nào. Hình như là đúng rồi, chúng ta chưa gặp cái thằng có chuối. Round sau là có thể xả tiền để cắt chuối được. Ok. Đây rồi, Evil Clyde đây rồi. Đủ 6 like đấy. Bây giờ lên 8 hay là luôn ở 7 nhỉ? Lên 8 cũng được, lên 8 có con Soul Reaper kẹp vào cũng được. Đấm với thằng Tony kia. Cả hai thằng cùng có chuối anh em ạ. Cắt chuối thằng top 1, top 2 đều ok hết. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn roll ở 7 để kiếm 2 sao đã. Lên 8 sau. Cứ phải kiếm 2 sao đã anh em ạ. Full 2 sao rồi lên 8. Tức là cái round này sẽ chốt đồ luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ roll tiếp ở 7 để kiếm 2 sao. Chốt đồ thôi. Đến lúc chốt đồ cắt chuối rồi anh em ạ. Đó, chuẩn ma pháp này. Rồi. Ok. Ok. Chúng ta sẽ ghép cái chén thánh đầu tiên á. Chén thánh. Chén thánh giáp phản. Ok. Hai có món đồ tăng khả năng trụ được trong combat. Combat có hai cái món đồ này nó sẽ chống sốc đam được. Ok, luôn tiếp thôi. Full 2 sao anh em ạ. Hy vọng ở round này chưa gặp cái thằng có chuối, bởi vì tầm này tôi vẫn yếu. Rồi bây giờ chốt tiếp đồ này, xem là lấy búa sét không. Lấy được cái búa sét. Lấy giáp tiếp hả? Hút máu thì cũng cần. Tôi cứ từ từ đã. Ui, gặp thằng Tony luôn này. Thế thì không ăn được rồi. Thằng này thì tôi chịu. Khỏe lắm anh em ạ. Ơi, cô thêm một round nữa vậy. Ăn này. Ui, ăn được này. Ui, rồi ôi. Thì tôm quá. Trông giống như là ăn được ý, anh em ơi. Ui, đúng ăn được thật. Hay quá nhờ. Ừ, cảm ơn nhá. Khá quá. Lai Blade, lai gánh à. Khá đấy. Ui, đứa đang không có lai này. Nhờ chơi con này không? Run mấy cái. Ui, trả ra nó gì? Ra đi. Avenger Clyde cần con đấy cơ. Vẫn một sao này. Kiếm thêm, tôi nghĩ là lấy cái bố set chốt luôn anh em ạ. Lấy cái bố set đi. Chốt luôn, chốt luôn, chốt luôn. Bố set hút máu. Ok. Rồi, thằng này chắc ăn được rồi. Chúng ta có 6 like rồi, chúng ta làm gì chúng ta sợ được cái bọn Hunter. Không thể. Không thể nào mà có thể nói là sợ bọn này được. Không được. Like bullet like 2 sao rồi. Có búa sét đây. Ui giời. Bây giờ là cần gặp cái thằng có chuỗi kia để cắt chuỗi nó. Lên 2 sao. Tôi cần like 2 sao. Vẫn chưa lên. Thôi chết rồi, đến bây giờ nó đang đến round thứ 18 rồi anh em ạ. Chúng ta cần phải lên 2 sao sớm, không là toang ấy. Qua cái thằng kia mà gặp nó mà lúc mà chưa form được đội hình 2 sao thì là sẽ là không cắt được chuỗi của nó đâu. Đấy mà tới tầm này mà có khi là round này gặp luôn này. Hy vọng là không gặp nhá. Đừng gặp. Ui, rau sau anh em ạ. Định bệnh rồi. Gặp tôi đúng cái rau cuối cùng. Thế thì định bệnh rồi anh em ơi. Rau sau xả hết tiền luôn. Mẹ. Cho bắt buộc lên 2 sao luôn. Thế là nó cũng gọi là may mắn đấy. Có tí may mắn anh em ơi. Rồi. Rau sau xả hết tiền anh em nhớ. Mày có ra 2 sao không? Có lên 2 sao không? Có lên 2 sao không? Đây rồi. Có lên 2 sao không? Lửa. Phải xả lửa. Lên. Chắc
chắn gặp thằng kia rồi anh em ơi, gặp đúng ở đằng sau luôn. Lên xả hết tiền luôn, đây rồi, hết tiền luôn, đây rồi. Ui mẹ, tất cả đều lên 2 sao trừ con Abezo, cay nhở. Ok 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 kìa, ui rồi ôi, nó có đâu phải may mắn lắm đâu, vừa đéo có anh em ơi, mẹ xả hết tiền đéo ra lên 2 sao, cay đấy nhở. Thôi chết tôi rồi mẹ, cáu đấy nhở, tất cả đều lên 2 sao trừ một mình cái con Abezo Clay, cáu thật sự. Thôi rồi thì tôi cũng cắt chuối được, nhưng mà quả mẹ 50 tiền không ra được một con nữa, cay thật, hết tiền luôn đấy anh em, quả vừa rồi hết tiền. Ui mẹ đéo luôn thì ra, cay đấy nhở, như kiểu như trêu ấy, như trêu, đúng kiểu như trêu luôn, đúng kiểu như trêu luôn, cáu thật. Thôi rồi, nếu mà lên 2 sao rồi thì chúng ta chuẩn bị up 8 thôi, tích tiền up 8 thôi anh em ạ, quả thọt hơi nhiều tiền luôn. Thôi thế này được rồi anh em ạ, không chơi rồng anh em nhá, chúng ta phải có tích tiền thôi, mày tích tiền thôi. Ok, nói chung là quả vừa rồi roll hơi bị nhiều, hơi bị quá tay, nhưng mà cũng không sao cả, dù sao thì nó cũng đã lên được 2 sao hết, phọp được cái bộ line 2 sao là ổn rồi đấy anh em. Bộ này nó mạnh ở cái giai đoạn giữa game, tầm từ bây giờ đến khoảng round thứ 25, thậm chí là lên tới khoảng 27-28 thì vẫn là ok, vẫn ok, với chơi ở level 8 là ok đấy. Full 2 sao ở level 8 là có thể thoải mái chơi được đến hết round thứ 29. Đấy đó. Lắp cái hút máu anh em ơi. Full đồ cho con này. Rồi. Để xem là cái con này nó trâu đến cái mức độ như nào nha anh em nhá. Khi mà tôi bắp cho tôi coi như là build theo con đường là tôi lấy toàn đồ gọi là sinh tồn thôi. Sinh tồn thôi anh em ạ. Có đúng cái búa sét là tôi lấy, là vì là nó chẳng ghép được cái gì thì tôi lấy cái thêm cái búa sét tăng tí đam. Tăng tí tốc đánh. Đấy, thêm cái hiệu ứng giật sét. Trong những cái cú chém thì có những cái cú nó sẽ ra được cái hiệu ứng là sét bắn ra, thì nó sẽ giúp tăng đam, còn lại thì là nó sẽ lấy toàn là những cái đồ hút máu với cả những cái đồ tăng giáp sống coi như là trâu chó hơn trong combat. Chuyện này có cả Glacier à? Chơi có cả Glacier này. Nhưng mà tầm này tớ đang khỏe anh em ơi. Ok, tôi vẫn còn rất là ok ở đây. Ui, lại vừa lên line khi lên 3 sao sớm này. Và rất là tiếc khi mà trận này tôi lại không có lấy đồ cho con line vừa line. Anh em thấy đồ tôi lấy toàn là cho cái con Abezo Lai thôi. Vậy là trong cái trận đấu này sẽ có hai người Warrior, hai người chơi Goblin, một người chơi Xuyên và hai người chơi chơi Lai à? Không không không, có tôi chơi Lai thôi, một người chơi Glacier nữa. Một người chơi Glacier. Một người chơi bộ 5 Glacier nhưng mà kết hợp với Demon cơ, chỉ có tôi là chơi chơi Glacier kết hợp với Lai thôi. Về căn bản là trận này là có 7 với có Lancer, nên là sẽ có người là chọn là chơi 9 War, mà cũng sẽ có người là sẽ chọn là chơi 5 Glacier. 5 Glacier Demon khá là mạnh. Rồi. Mà không sao, tôi quyết định là tôi vẫn chơi lại nha anh em nhá. Mặc dù là trong cái trận đấu này có khá nhiều bộ counter, ví dụ như là bộ Glacier Demon counter vào bộ này rồi. Bộ Xuyên Demon là nó cũng counter vào bộ này. Đấy, mà cái bộ 9 War nó cũng counter vào bộ này luôn. Nhưng mà nếu bây giờ mà tôi đắp cho full đồ của con LC này xem là liệu rằng là chúng ta gặp những cái bộ counter thì cái con Avenger Glide này nó có thể là nó đấm được hết không nha anh em nhá. Đấy, chúng tôi lấy đồ chén thánh là đã thấy là uy tín rồi, chén thánh nó cực kỳ uy tín luôn, giúp cho con này nó sẽ gọi giống như là một cái gọi là cỗ xe tăng đứng ở phía trên chịu tất cả những cái đòn sát thương. Con này không biết là có phải là người chơi hệ khổ dâm không mà thấy toàn là cứ đấm vào thì là phản đòn, cứ thích người ta đấm vào người thôi. Đấy, thậm chí là tôi cũng đã phải lấy thêm một cái giáp phản nữa rồi. Ôi giời, khá là người chơi hệ khổ dâm đấy. Ui giời, cái thằng Goblin có máy bay 2 rồi kìa. Ui, lại còn có cả Sven nữa. Có 7 luôn. Căng vậy, chơi xanh thế. Goblin xanh quá nhờ. Mẹ, thế thì nó đẩy hết rồi còn gì nữa. Goblin như này thì nó đẩy hết rồi. Tầm này thằng nào ăn được cái thằng Goblin đấy.
Ôi trận này còn có cả 9 assassin nữa. 9 assassin hay 6 assassin đây? Không biết, nhưng mà 9 assassin thì tôi nghĩ là bọn Lai này nó cũng không sợ lắm đâu. Chủ yếu là sợ bọn Warrior với cả cái bọn Goblin xanh kia kìa. Goblin xanh thì nó ăn hết ấy. Cái bộ Goblin thì nó là vua late game. Cuối game mà cứ lên đủ bộ xong cứ... Ui. Bây giờ mà không ăn được cái thằng Goblin là thằng Goblin nó sẽ có công nghệ Mech Drone ra 5 đô 3 sao thì... Là coi như là xác định luôn là trận này lại top 2 rồi. Phải cố gắng đấm thằng Goblin. Không cho là có công nghệ Mech. Nhưng mà tầm này khó lắm, máy bay 2 ạ. Khó thế nhở. Mỗi round chúng ta sẽ được cộng thêm 15 đam. 40% cơ hội là phản đòn à. Nói chung là cứ đấm càng nhiều vào người con Avenger Clay càng tốt thôi. Nên chúng ta cần phải có những cái món đồ trâu chó hơn. Tí nữa chúng ta sẽ lấy những cái món đồ trâu chó hơn. Vãi đái. Hai con Doom rồi này. Cái thằng 9 Warrior này cũng xanh cơ. Lên level 9 và tiền còn nhiều thì kia là cũng là rất là xanh rồi. Đấy, nhưng mà hình như là cũng chưa ra được đủ bộ 9 Warrior. Vẫn đang thiếu. Rồi, tôi thì tôi cứ đợi tiền lên thôi anh em ạ. Tôi cứ đợi tiền lên thôi. Bây giờ tôi không phải xả mạnh để tôi giữ cái chuỗi của tôi đâu. Chuỗi của tôi bây giờ thế nào rồi cũng sẽ mất thôi. Tôi phải nói thật với anh em là như thế. Cái tầm này là nếu mà không lên được 3 sao co ấy, thì là chắc chắn là sẽ mất chuỗi. Đấy, mà bây giờ mà xả mạnh tiền mà nó lại không ra được ấy, thì thôi nha anh em nhá. Tốt nhất là bây giờ ấy, cứ để 50 tiền rồi đánh chắc kèo. Chứ không vội. Máu còn nhiều mà đang có chuỗi. Và chúng ta cũng không cần giữ ở chuỗi này. Chúng ta có 50 tiền chúng ta luôn từ từ. Đấy, còn nếu mà bây giờ mà xả hết 50 tiền này mà round sau xả hết 50 tiền mà không ra được con Live Blade Live 3 sao ấy thì cũng toang thôi. Còn cái con chính ở trong cái trận đấu này, nhân vật chính của chúng ta nó là cái con Avenger Clive của anh em. Cái con Avenger Clive của chúng ta bây giờ mới có 3 con thôi. Chúng ta còn tận 6 con nữa cơ. Không xả vội anh em ạ, cứ tà tà mà chơi. Rồi. Lấy thêm cái BKB luôn này. BKB luôn, chắc luôn. Đánh chắc kèo luôn. À đây rồi. Được quá nhở. Đấy. Cứ từ từ, không phải vội. Con nào lên được 3 sao thì lên. Thế thôi anh em ạ. Chứ còn không cần phải quá là đặt cái vấn đề coi trọng là lên co 3 sao là con Live Blade Live ngay cái thời điểm hiện tại là không cần đâu anh em. Tôi nghĩ là như vậy. Cái tầm này thì chúng ta, thậm chí là chúng ta roll từ từ, cứ tà tà roll đưa hết cả lên 2 sao thôi. À 3 sao thôi nhá. Ừ, có khi là như thế lại hay. Anh em đồng ý không? Trận này có khi là tôi không chơi ở level 9 nữa mà tôi chỉ chơi 8 con thôi. Tôi chơi 8 con thôi. Trận này chơi 8 con roll luôn 3 sao hết luôn anh em ạ. Trận này nó sẽ đặt mục tiêu, chúng ta sẽ đặt mục tiêu là ui đây rồi, gặp Goblin rồi. Ăn nổi không? Trận này chắc là đặt mục tiêu là sẽ full 3 sao anh em nhá. Nhuộm vàng luôn. Nhuộm vàng bộ cái này ăn được luôn này. Ăn hộ cái. Công cho nó công nghệ Mech. Không cho nó công nghệ Mech. Khỏe thật đấy. Máy bay khỏe thật. Nhưng mà tôi, cái con LC của tôi là có đồ, có trâu. Rồi, trốn tiếp. Thế thôi, ta tạm đây rồi. Ui, được đấy nhờ. Được đấy nhờ. Thế là chúng ta chỉ còn ở đây là còn có thiếu 4 con nữa này. Đấy rồi. Run mạnh phát không? Hay là thôi, lóc lại. Trận này lóc lại đi. Không kịp rồi. Đây, tôi nghĩ với những cái con này tôi sẽ lên 3 sao đấy. Nên tôi lóc lại. Với 61 tiền này thì roll mấy cái nó cũng sẽ không phong ở đâu. Tôi nghĩ là để một cái lượng tiền nó nhiều hơn đi. Rồi chúng ta roll nha anh em nhá. Anh em nên nhớ có một cái cơ chế. Tôi xin nhắc lại, có một cái cơ chế ở trong game mà có thể là có một vài anh em là bỏ qua cái clip mà tôi nói về cái cơ chế đấy. Thì trong cái clip này tôi sẽ chia sẻ lại cho anh em một cái cơ chế ở trong game mà mới update nó thay đổi nha anh em nhá. Đấy là cái việc roll ấy. Cái việc roll cũng như là cái việc mà mua cờ. Đấy, mua cờ. Là nếu mà anh em không mua cờ ấy, anh em bỏ qua một cái con, ví dụ như cái round này tôi bỏ qua cái con Agali ấy, tôi không mua thì 3 round nữa là mới xuất hiện lại cơ. Anh em nhá. Chính vì thế là tôi buộc tôi phải lock lại. Và tôi mua. Nếu không thì nó sẽ không xuất hiện lại đâu. Rồi bây giờ chúng ta roll. Chúng ta roll. Ok, đây rồi. Hay quá. Được đấy nhờ.
Được đấy. Ui phải luôn mạnh cái tay lên. 30 giây nữa à? Nhanh 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 em ơi. Ui lên. Chết tôi rồi. Slot nhiều quá. Cố tí nữa. Cố tí nữa anh em ạ. Hết tiền luôn đi. 10 giây. 10 giây. Ui hay quá. Được 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 được. Được được được. Ôi tôi chết mẹ, bán nhầm rồi. Thực ra thì cũng không nhầm. Không phải nhầm. Liberate line. À mà vẫn là bán nhầm. Bán nhầm con Liberate line, lẽ ra tôi phải bán cái con heo của line ấy nhở. Bán heo của line mới đúng. Mà không sao anh em ạ. Tôi vẫn sẽ là roll mấy cái con này lên 3 sao thôi. Kể cả heo của line thì cũng sẽ lên 3 sao thôi. Như nhau ấy. Rồi. Lên được con rơi là cũng đỡ được bao nhiêu ở đây. Cũng may. Cũng may quả đấy ra là con rơi lên 3 sao. Ok. Bây giờ chúng ta còn hai con Avenger của Lai nữa. Vẫn có thể tích tiền được. Vẫn đang có chuối anh em ạ. Ok, rất là ok đấy. Ui mà cái trận này hình như là cái thằng Goblin hình như là nó bị disconnect kìa. Nó bị out kìa. Bị out rồi. Hay quá. Goblin bây giờ bị out là cũng là an toàn rồi. Cũng đỡ đi mà thằng Goblin. Thằng Goblin nó chưa có bom đâu. Nó chưa có bom, nó mới chỉ là có máy bay thôi. Đấy mà bây giờ nó lại out. Giờ nó không được xài cái số tiền 92 tiền kia thì rõ ràng là ổn áp rồi. Hay quá nhở, tự nhiên lại có một thằng bị disconnect. Hay là bị gánh, bị bố mẹ gánh rồi. Hải Vi chắc là bị bố mẹ gánh rồi. Ok. Wario. Ok, Wario. Wario này sao đấy. Doom 1 thì không có cửa. Doom 1 thì không có cửa. Ăn được. Tuli này vẫn chưa có được những cái con co. Mới chỉ là Doom 1 thôi. Hay lắm. Vẫn đang có chuối anh em ạ. Giữ chuối cực kỳ ok luôn. Ui hay quá nhở. Mặc dù là mấy lần xả hết tiền đều bài đéo ra. Lại phải roll tiếp hả? Không, round này tôi nghĩ là bán con này đi. Mua rồi. Vừa lấy là lẽ ra là tôi phải bán cái con heo của Lai đấy. Là chúng ta có thêm hai con Lai Blade Lai nữa rồi. Và bây giờ chúng ta có là chỉ còn thiếu một con thôi. Chúng ta có 8 con rồi. Chúng ta thiếu một con. Nhưng mà quả đấy là xử lý hơi nhanh, hơi vội anh em ạ. Bởi vì hết giờ rồi. Thôi. Trận này có một thằng Goblin xanh thì nó lại bị out. Và một thằng Goblin nói chung là ngu người với bộ Goblin luôn. Trận có bom, có máy bay, nhiều ông thích chơi Goblin. Đấy. Nhiều ông thích chơi Goblin nhưng mà luôn đéo ra anh em ạ. Luôn đéo ra. Nói chung là Goblin cũng là một cái bộ khó. Tôi quên quả vừa rồi đấy, tôi kéo cái con Avenger Glide lên nhưng mà không kịp anh em ạ. Kiếm thêm 15 dam. Ra vừa rồi là kiếm thêm 15 dam nhưng mà rất tiếc là kéo lên nó hơi bị chậm. Tôi quên mất. Để rồi, lấy cái chén thánh thôi anh em ơi. Chén thánh thôi, BKB thôi không cần đâu. Trời, lấy cái chén thánh. Lấy full đồ phòng thủ luôn anh em ạ. Lấy full đồ phòng thủ luôn. Heo Clay có roll tiếp không nhở? À, từ từ đã anh em. Bây giờ lại phải 50 tiền rồi mới roll. Nó có, tôi lại nói lại một chút về cái cơ chế nhá anh em nhá. Đấy là khi mà anh em có nhiều tiền ấy, anh em có nhiều tiền anh em roll ấy thì cái tỷ lệ nó ra nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhanh được lên 3 sao hơn. Là anh em giữ 1-2 tiền anh em roll. Anh em mỗi round anh em chỉ roll mấy phát ấy thì nó không ăn thua đâu anh em ạ. Bởi vì nó có cái cơ chế là cứ 3 round mà anh em không mua ấy là cái con đấy nó sẽ không xuất hiện. Nó sẽ, à sau đi anh em. Cái round này mà anh em không mua thì 3 round sau nó sẽ không xuất hiện nữa. Chính vì thế nên là cái cơ chế roll nó cũng như thế. Anh em roll ấy mà anh em đéo mua thì nó sẽ không hiện nữa. Thì khi anh em có một cái lượng tiền ấy nó nhiều thì anh em roll, anh em bỏ qua những cái con anh em không mua được nhiều lần thì anh em sẽ xuất hiện ra những cái con mà anh em cần mua nó nhanh hơn. Đấy. Anh em có cái quy tiền anh em nhiều, anh em có thể roll ra được dễ hơn. Như vừa nãy là anh em thấy là có một round là tôi cũng vẫn có tiền, có 60 tiền nhưng tôi vẫn lóc lại để tôi đợi lên 70 tiền rồi tôi roll một thể. Tôi roll xuống một phát, xuống 50 tiền luôn. Đó. Nhưng bây giờ tôi vẫn tích tiền thôi anh em. Phải cấm đánh như nó chắc kèo anh em ạ. Đánh với Warrior sẽ phải có cấm đánh.
khi anh em không mua ấy, thì nó sẽ không hiện ra trong 3 round tiếp theo anh em nhé. Anh em nhớ cơ chế đấy cho tôi, nó có rất nhiều những cái nó ứng dụng vào thực tế ấy, nó rất hay. Đấy, cứ để cái lượng tiền mình nhiều mình roll, mình xác định mình xả tiền để mình full 3 sao thì hãy để cái lượng tiền nó nhiều rồi roll nhá anh em nhé. Anh em xác định là nếu anh em roll 1-2 cái thì nó không ăn thua đâu. Anh em roll cho tôi hẳn 10 cái đi nhá, 10 phát thì anh em sẽ thấy là nó sẽ có sự khác bọt. Ui, mẹ gặp 9 warrior có mất chuỗi được sau này không nhở? 9 warrior nó khắc cái bộ này lắm. Line bullet line kìa, tụt máu kinh khủng luôn. Không, có ăn được không? Có ăn nổi không? Doom 2 mẹ rồi, ăn nổi không? À bây giờ cứ lại một solo được hết không? Hồi máu kìa, ui, anh em nhìn nó hồi máu kìa. Ui, ăn được không? Không ăn được anh em ơi, 9 vua nó vẫn là một thế lực nó đấm đau lắm. Mất chuỗi rồi. Còn nữa. Ui, Avenzo, Clyde và Light Blade Light còn mỗi một con thôi. Cố lên nào, lên đi. Còn một con thôi, có một cái lượng tiền là 50 tiền để roll. Lên đi, đây rồi, một con. Hay lắm. Từ từ đã anh em, từ đã. Cần nhiều tiền để roll đằng sau. Không vội. Có hàng chờ một cái là chúng ta stop luôn nhá anh em nhá. Chuyển đổi cho Light Blade Light đã. Light Blade Light cho cầm bố set đi. Light Blade Light 3 sao, tuy nhiên là không có cái hai tia. Cầm tạm với bố set vẫn quẩy được anh em ạ, tăng tốc đánh clear cho nó nhanh. Ok. Rồi. Lại tích lên 50 tiền roll một thể anh em ạ. Cứ 50 tiền mà nếu mà nó kiểu nó đầy hàng chờ với cả chúng ta cần một cái con nào đấy lên 3 sao là chúng ta sẽ có 50 tiền để roll nó lên 3 sao. Và chúng ta roll trong cái khoảng thời gian là 50 giây anh em ạ. Đấy. Chúng ta sẽ có 25 giây để thao tác. Ok. Tách đội hình ra một chút đi. Trông hơi sợ. Rồi chơi bây giờ nói chung là Light Blade Light lên 3 sao được rồi thì chúng ta tách đội hình ra. Không tụ nữa đâu. Đến late game mà bây giờ gặp Assassin có con cáo nguy hiểm lắm anh em ạ. Tôi nghĩ là tốt nhất là tách đội hình ra, không cáo chọt cho một phát đi luôn cả bộ luôn ấy. Giáp giết các thứ chưa kịp bật thì đã tèo hết rồi. Nhưng mà cái con cáo ấy nó sẽ bị counter bởi cái chén thánh này. Cái chén thánh này nó rất hay ở cái chỗ là nó chống sốc đam chết luôn. Con nào mà bị dí mạnh quá là có thể bật hồi máu lên luôn, rất là hay. Ui nhưng mà vẫn thua cả thằng này này. Mạnh lắm. Nếu ăn được. Ăn được không? Ui anh em nhìn nó hôi máu kìa. Ui nhìn nó hôi máu kìa. Nhưng mà chắc là cũng không ăn được đâu. Trông hồi máu kinh đấy. Đánh chém một phát hồi đầy ặc máu luôn. Mặc dù là máu sắp hết. Rồi lại 50 tiền luôn thôi anh em ơi. Trận này nói chung là cũng hơi đen đấy anh em ạ. Trận này hơi đen đấy. Bình thường rao khoảng rao 25 rồi, con này nó lên 3 sao rồi. Đây rao 35 sau 10 rao rồi mà vẫn chưa thấy lên 3 sao này. Đen chưa? Bình thường là tầm khoảng rao hai mấy, khoảng sớm thì 21 mà muộn thì chắc là 25. Rao 25 là lên được con Light Blade Light và con LC là lên được 3 sao rồi. Bây giờ con Light lên được 3 sao rồi. Trận này vẫn là bị đen, hơi muộn. Hai quả roll 50 tiền nó không ra anh em ạ. Hồi đen. Đấy cái con chính là cái con Light Blade Light này nhá. Là tôi đã từng là bán một con đi rồi đấy. Và vẫn roll được nó lên 3 sao trước cả cái con Avenger Clay. Con Avenger Clay đầu game ấy tôi roll hết tiền nó còn không ra được cơ mà. Nó vẫn chỉ có là hai con. Xong rồi quả sau khi roll hết tiền xong nó mới tự ra. Anh em nhớ không? Ok. Đồ này thì nói chung là từ đã. Đợi cướp điên. Giáp phản rồi, chắc chắn là phải là cái giáp phản chân lý rồi. Giáp phản. Cái BKB sẽ để sau. Giáp phản nó phải là chân lý đã anh em ạ. Cứ từ. Ok. Đồ bây giờ chia đôi thôi. Ui đây rồi. Đấy anh em thấy không, tôi nói một cái là nó tự ra. Thằng này đúng là biết nghe đấy.
Có hệ thống nghe trộm trong game anh em ơi. Anh em phải hết sức cẩn thận với cái đống tài liệu của anh em nhá. Đây là, ui gặp Wario này anh em. 72 rồi. Ui mẹ quan được không? Thử xem live Blade live bây giờ. Ui live Blade live đéo ăn thua rồi anh em ạ. Bây giờ tự đánh tự chết. Thế bây giờ thử xem là ai dùng live hay sao? Một mình chấp tắt không? Một mình chấp tắt được không? Ui anh em ơi, nhìn kìa con Avenzo của Lai của tôi, nó một mình nó đấm với cả 7 con luôn kìa. Đéo đâu 10 con luôn. Ôi rồi ôi anh em ơi, nhìn nó sừng sững sừng sững chưa? Đã như này đã gọi là bất tử chưa? Như này đã gọi là bất tử chưa anh em? Ui rồi ôi, Wario với chúng tôi đánh đéo mất máu luôn ạ. Kinh không? Ui kinh ấy. Thế là chúng ta chính thức là có một cái con kỵ sĩ bất tử ở trong cái trò chơi này rồi. Rồi, chuẩn bị đưa hết hàng này lên 3 sao thôi. Còn Evil, à không phải Evil Clyde mà con này là con heo Clyde. Con heo Clyde và con Agali Clyde nữa thôi. Rồi ôi, chúng ta sẽ nhuộm vàng luôn bộ Clyde này nhá anh em nhá. Nhuộm vàng luôn. Được đấy, đấm luôn anh em ạ. Bây giờ không ngàn một con thằng nào hết. Không ngàn một con thằng nào hết. Rồi ok. Assassin, 9 Assassin có đồ Kira. 9 Assassin có đồ Kira. Chọc rồi, chọc kìa, nhìn kìa. Ôi rồi, nhìn con cáo đồ Kira kìa. Chọc đéo mất máu luôn ạ. Như nào đây? 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 Kìa, ui rồi ôi, anh em nhìn nó lại hồi đầy máu kìa. Solo, 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 solo. Ui rồi. Ôi, như kiểu là cái con cáo nó đấm vào tôi nó lại tôi lại được hồi máu ấy. Đúng thật. Đấm vào mình tự nhiên mình đã hồi máu lên. Thế mới kinh. Hai tia, ok, có hai tia rồi. Được đấy. Giáp. Giáp thép à, giáp thép có cần không? Cũng được, giáp thép này cũng được này. Giáp thép được đấy chứ. Chúng ta có thể ghép cái một thêm một cái gọi là cái hút máu được. Hút máu trừ giáp, ok. Để giữ lại hai cái hút máu trừ giáp. Giáp thép, rồi ghép luôn. Ok. Rồi, đây lại gặp lại này. Gặp lại Wario anh em ơi. Bây giờ chúng ta không hề sợ bọn Wario này nữa. Khi mà chúng ta có kỵ sĩ bất tử trong đội hình này. Nào đấm hộ cái bạn ơi. Rồi đấm đi xem có mất tí máu nào không. Trời ơi, trông như gái. Ui, lại đầy luôn này. Máu lại giảm tí lại đầy. Thôi, thế thì thôi. Xác định ở trận này là không có bất cứ một con nào có thể giết chết được cái con Avenzo Glide này. Nói cho nó nhanh. Ui giời, đầy ặc máu luôn. Ui, kinh thật. Kinh thật đấy. Hết round mà máu đầy tràn luôn anh em. Không mất tới một giọt máu. Ui giời, thế thì vô địch rồi. Tầm này đi thằng nào ăn được. Thậm chí là còn đánh con đéo mất máu. Rồi bây giờ roll load con Agali lên 3 sao rồi chúng ta áp hẳn lên 10 đi. Kẹp 4 Warlock vào anh em ơi. Ui giời, lại tăng khả năng hút máu thêm nữa. Thế thì chắc là cái con này nó khả năng nó là bất tử của bất tử rồi. Cái vốn từ vựng của tôi bây giờ nó có giới hạn rồi. Nó không còn có cái từ gì để có thể miêu tả cái sự bất tử này nữa. Quá khủng khiếp. Wow. Như nào, có ăn được không? Ăn được thằng này không? Ui, thì úp lồng này. Úp lồng này, úp lồng bị đấm này. Nhưng mà như nào, như nào, như nào, như nào. Xong rồi như nào. Úp lồng bị đóng xong rồi như nào. Ui giời. Ê, ơi, bất tử mà. Ê, có cái gì sai thế. Ơ, tôi tưởng bất tử. Ê, không nha anh em nha, bình tĩnh nha. Cái đoạn này, đến cái đoạn này có ông sẽ cười tôi. Có ông sẽ cười tôi, bảo là tôi coi như là nói nhảm nhá. Tôi gáy to nhưng mà anh em bình tĩnh. Tôi giải thích là tôi vừa mới coi như là tra từ điển. Tôi vừa mới tra từ điển xong. Anh em nhá. Bất tử không có nghĩa là không chết nhá anh em nhá. Bất tử không có nghĩa là không chết anh em nhá. Bất tử nó vẫn chết anh em ạ. À, tôi vẫn nói đúng. Nó phải là bất diệt cơ. Bất diệt anh em ạ. Bất diệt thì nó mới là không chết. Bây giờ tầm này nó vẫn chưa bất diệt được. Chưa bất diệt anh em nhá. Phải thêm đồ. Thêm đồ chắc chắn là con này nó sẽ bất diệt anh em nhá. Con này nó sẽ là kỵ sĩ bất diệt. Sắp tới nó mới là kỵ sĩ bất diệt. Lúc đấy thì nó mới là vô địch anh em ạ. Còn bây giờ thì nó cũng mới chỉ là một cái con kỵ sĩ bất tử nhỏ nhoi thôi. Nhá anh em nhá, anh em lại bảo tôi nói sai đi nhá. Anh em lại bảo tôi nói sai đi. Ok anh em.
Rồi, đấy chưa đấy, đây, bây giờ mới là bất diệt thế này. Đây, có cái này vào thì nó sẽ thành là bất diệt. Ok, được chưa? Bây giờ như rồi là tập về anh em, thằng nào nó vào đây. Đấy, Assassin vào đây, ăn hộ cái. Hộ cái cáo 3, ok, cáo 3, cáo 3. Ok bạn, cáo 3. Rồi. Này thì cáo 3 rồi, ok. Nhuộm vàng đã coi như là nhuộm vàng được bộ cái like ở đấy anh em. Đủ rồi, 6 like vàng khe rồi. Ok. Rồi đấy, bây giờ là chỉ còn cái gì thôi. Còn là đợi xem để chứng minh cho anh em thấy đó là một cái sự bất diệt ở đây. Kỵ sĩ bất diệt. Ui, như nào, đấm đi, đấm mất máu hộ cái, mất máu hộ cái. Nào như nào, đấm đi. Đấy, đấm đi. Ui giời, có thấy tí mất máu không? Ui lại đây kìa. Mất lại đây. Ôi giời. Đấy anh em thấy chưa? Ui. Ôi trông đấy, bây giờ nó là bất diệt luôn rồi đấy anh em. Đánh kiểu gì thì đánh. Đấy đánh đi nhá. Đấy cáo đánh đi. Cáo nhảy vào đây. Đồ Kira mắc binh rồi đấy nhá. 9 Assassin đồ Kira mắc binh rồi đấy. Không còn đồ gì ngon hơn được nữa đâu. Đấy rồi, bây giờ chuẩn bị lên 10 là kẹp thêm là Warlock vào này. 4 Warlock vào. Tuy nhiên là chưa đủ tiền lên 10 nên là chúng ta phải một round nữa anh em ạ. Một round nữa, round sau mới lên được 10. Ok. Đổi sang đây, chuyển sang đây. Ok. Cáo sọc đi. Ui, sọc một phát chết lại một lết lại luôn kìa. Cũng ghê đấy, nhưng bây giờ sẽ là bao nhiêu? Bây giờ có phải liệu là 2 đánh với 10 không? 2 vs 10. Ui ôi ôi, nhìn kìa. Úi xời. Hộ cái. Không. Ui. Cái gì đây? Cái đầu đây. Tại sao nhờ? Tại sao nó sọc một phát chết luôn đi kia? Đéo phải rồi. Thì bây giờ hình như là cái bộ cái sự bất diệt của nó là nó vẫn có một cái từ điển khác để tôi tìm lại anh em nhá. Có thể là nó sẽ có một cái từ điển khác. Không, đéo phải bất diệt. Thực tế đã chứng minh là cái sự bất diệt của nó lại không phải là bất diệt. Đấy, tức là bất diệt vẫn có thể chết. Bất diệt vẫn có thể chết anh em ạ. Nhá, bất diệt nhưng mà lại gặp một cái gì đấy mà nó counter bất diệt. Đấy, counter cái sự bất diệt, đúng rồi, đó chính là bộ 9 Assassin cáo 3. đúng rồi, anh em còn chưa đấy, nó chỉ là cái lý thuyết về cái sự bất diệt. Thế còn cái lý thuyết về cái gọi là tử thần, tử thần thì sao? Thần chết thì sao? Thần chết liệu có khả năng là tước đi cái sự bất diệt không? Làm đéo có khả năng. úi giời. Đó chỉ là một lần thôi anh em ơi, không có lần thứ hai đâu. Khổ. Thần chết nhập vào con cáo á? Không có chuyện đấy đâu anh em. Thần chết kể cả có nhập vào con cáo thì cũng không có cái khả năng tước được cái sự bất diệt của cái con này nhá. Làm gì có khả năng tước được cái sự bất diệt của cái con Abyssal Clan này của tôi. Vừa nãy nó chỉ là gọi là đối thủ hack. Đúng rồi. Đối thủ hack đúng không? Chắc chắn là nó hack rồi anh em ơi. Làm gì có chuyện đấy. Hack thôi. Thực tế đã chứng minh anh em nhá. Để làm lại lần nữa đi nào. Làm lại lần nữa đi. Làm được không? Rồi, làm hộ gái lần nữa. Làm đi, làm xem nào. Đâu, như nào? Nào, ấy à, càng đấy. Cũng căng. Như nào bạn ơi? Như nào? Ui giời ơi. Đấy, như nào đây? Như nào? Không ăn thua, anh em thấy chưa? Anh em đã thấy cái sự bất tử, bất diệt chưa? Còn cái từ bất gì đâu không nhỉ? Bất toại. Thôi, nói chung là cái tổng này tôi nghĩ là trò chơi nó đã an bài đấy. Chúng ta đã thành công khi mà build được cái con bất tử, cái con Avenger Clan, kỵ sĩ bất diệt. Chính xác, kỵ sĩ bất diệt ở trong cái con game này. Tuyệt vời. Wow. Bây giờ thì ai có thể đấm vào tôi đây? Làm gì còn ai nữa? Bây giờ chắc là cái tầm thần chết thì chắc là không có cửa rồi. Bây giờ thượng đế phải nhập cơ. Thượng đế nhập vào thì may ra. Khó. Này là gọi là mắc binh rồi anh em ạ. Mắc binh rồi, bây giờ cho thượng đế nhập vào trong người con cáo xem liệu rằng có khả năng ăn được không. Chứ còn tôi nghĩ là không có đâu anh em ơi. Bây giờ con này nó phải nói là bất khả xâm phạm rồi anh em ạ.
quá kinh khủng. Ok, 3 tia. Được đấy nhờ. Được đấy. Thôi thêm đủ đam rồi, ghép luôn anh em, round cuối rồi. Trò chơi đến đây nó là kết thúc đến nơi rồi. Rồi. Lai bullet lai cũng là gọi là có đồ luôn. 4 ua lóc. Hồi máu rất là kinh khủng. Rồi, nói chung là rune này nó cũng chỉ là thủ tục thôi anh em ạ. Rune cho hết tiền thôi chứ còn nó ra cũng chẳng có con nào nhét vào đâu. Hết rồi. Rồi hết rồi. Rồi. Round cuối cùng. Quyết định chưa? Ui rồi ôi nhìn kìa. Ui. Ui thì chết mẹ, LC bị con ốc. Ui. Ui. Ui mẹ nó solo cho con ốc à? Ui tí chết anh em ạ, còn một máu mẹ. À. Như này hả? Đúng không? Như này hả? Không, đéo, yếu hơn. Không có trừ giáp. không có warlock, không anh em ạ. Muốn warlock mạnh hơn. Thôi, không. Định chuyển về 5 Glacier nhưng thôi. Căng quá nhỉ, thì vẫn chưa biết là anh em ạ. Ôi, như nào ấy nhỉ. Căng quá, đây mới là round cuối cùng anh em ạ. Đéo biết là qua khỏi ông lại top 2 à? Không, làm đéo top 2. Thôi chết rồi, con lốc con sống kia mà nó đang bớ vào cái con gì nó bị úp lồng. Nó bớ vào, chết rồi, nó bớ con LC đấm chết nó đi. Hay quá. Rồi, con ốc chết rồi, con cáo này đấm một. Ui nhưng mà dưỡng sinh à, LC tập dưỡng sinh này. Mẹ chém 6 giây mới chém được một phát. Nhưng mà phản chết anh em ơi. Ui đấm vào đầy máu luôn. Ơi giời. Anh em thấy chưa? Tôi nói là có sai đâu. Khổ. Con này nó vẫn là bất diệt. Trong một vài cái tình huống nào đấy thì nó vẫn là bất diệt anh em ạ. Tuy nhiên là vẫn có, ngoài những cái lúc bất diệt ra thì cũng có lúc nó bị giết. Đấy. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em đã thấy không? Anh em thấy là hôm nay có clip đỉnh cao tuyệt vời. Tôi chơi bản thân tôi cũng thấy là tôi cảm thấy là động đến cái lòng trắc ẩn của tôi. Tôi không biết là anh em đã động đến cái lòng trắc ẩn của anh em chưa nhỉ? Cái lòng trắc ẩn của anh em nó đã phọt vào cái màn hình ấn vào nút like chưa? Anh em nhá, thôi được rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta đã build thành công cái con Avenger của like, kỵ sĩ bất diệt anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào chưa like có thể ấn like, anh em nào chưa đăng ký có thể ấn đăng ký để xem thêm những cái clip tiếp theo của tôi. Bye bye, see you again.